Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Hôm nay Nhịp Sống Cali đang trên đường đi làm đó các bạn. Không biết nó bị gì đây mà nó bịt đường hết trơn luôn. Chạy tới chỗ làm cũng không được, cảnh sát bịt hết trơn mấy cái đường. Chạy vòng vòng hồi nãy giờ 15-20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mới đi tới cái đường này được đó. Chứ nãy giờ muốn vô chỗ làm mà không được. Bây giờ mới bắt đầu chạy lại chỗ làm đây, không biết nó bị gì đây mà cảnh sát bao dây hết trơn luôn cái đường cái, bịt tùm lum hết, không cho ai chạy hết. Thì bây giờ mình trên đường mình chạy đi làm đó, sẵn đó mình chia sẻ cho các bạn coi nó bị gì nha. Hôm nay nghe nói có người bị bắn chết chỗ cái đường Capitol dưới McKee nha các bạn. Cái này gần chỗ làm của mình đó. Đó, các bạn thấy cái xe cảnh sát đó không? Cái xe này là cái xe điều tra đó. Mình hồi nãy giờ mình chạy vô đi làm cũng không được nữa, tại nó bị dính đó. Nó bịt đường tùm lum hết đó. Bây giờ mình quay vòng vòng cho các bạn coi. Cái chỗ này là bên tay phải đó các bạn, là chỗ làm của mình nha các bạn. Bây giờ mình đi tới gần gần cái khu này để coi coi làm sao đây. Đó, các bạn thấy mấy xe cảnh sát đang chặn đường, bịt đường lại, không cho ai chạy xe bên đường bên kia, bên hướng bên kia. Đó, đây cũng có một anh cảnh sát đang chặn đường nữa đây. Cái này là nó nằm ở cái góc của Capitol Avenue dưới đường McKee nha các bạn, ở thành phố San Jose, California. Cái đường này các bạn lúc nào cũng bị tai nạn, rồi bị đủ thứ chuyện hết. Đó, nãy Nhịp Sống Cali có nghe người ta nói là bên cái cây xăng Chevron này đó, nó bị một anh chàng bị bắn chết mới buổi sáng đây nha các bạn. Còn cái người mà bắn đó thì chạy đâu mất rồi. Thì bây giờ cảnh sát họ bao dây đó để cho họ điều tra dưới, để coi họ có bắt được cái người bắn không đó. Mà nghe nói cũng chưa có bắt được nha các bạn. Nhưng mà cái người kia bị bắn thì bị chết rồi. Bên đây thì cũng nhiều mấy cái chợ, mấy cái siêu thị đồ đầy hết nha các bạn. Cái xe này là cái xe điều tra đây, San Jose Police đây nha các bạn.
Đó, cái đó là cây xăng Chevron đó nha, một cái cây xăng nổi tiếng nhất ở bên Mỹ đó. Thì đó, thì hôm nay nhịp sống đang đi làm đó mà thấy cái này thì sẵn đó, quay luôn rồi chia sẻ cho các bạn coi luôn. Ok, các bạn tiếp tục xem cái video nhé. Cái xe này là cái xe quay nối tin tức nha các bạn. Mỗi lần mà bị cái gì mà nặng đó thì mấy cái xe tin tức là lại nó quay để nó bỏ lên tivi cho mình coi đó. Ok các bạn tiếp tục xem cái video nhé. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của Nhịp Sống Cali nhé. Nhớ comment, like, share và subscribe. Kế bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó. Các bạn nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Nhịp Sống Cali. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Có gì mình gặp sau. Bye bye.